Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thân mến, các bạn có biết rằng Việt Nam được biết đến là quốc gia có mức tiêu thụ rượu bia hàng đầu trên thế giới. Việc thường xuyên ép người khác sử dụng rượu bia là một trong những thói quen vô cùng xấu của người Việt Nam. Trong trạng thái say rượu, cơ thể của chúng ta sẽ bị suy yếu, dẫn tới những hành động mất kiểm soát và dẫn tới những sự việc không mong muốn. Chữa say rượu là một trong số biện pháp cần thiết để giúp cơ thể phục hồi một cách nhanh chóng, tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy nếu như các bạn biết cách uống rượu, mỗi ngày sử dụng một lượng rượu vừa đủ để uống trong bữa ăn sẽ rất có lợi cho sức khỏe, tăng cường khả năng lưu thông máu cũng như giúp tinh thần trở nên hưng phấn hơn. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều rượu thì có thể khiến chúng ta mất kiểm soát cả về tinh thần lẫn hành vi. Chính vì thế, để có thể sớm tỉnh táo, các bạn chỉ cần thực hiện theo video ngày hôm nay. Vì ngày hôm nay, tạp chí Đông y sẽ chia sẻ cho các bạn cách chữa say rượu tại nhà bằng gừng tươi. Thực tế, gừng không chỉ là gia vị không thể thiếu trong bữa ăn mà còn là vị thuốc chữa được nhiều bệnh như cảm mạo, nôn, đầy bụng, đi cầu lỏng, chân tay tê nhức, vân vân. Đặc biệt, gừng có tác dụng giải rượu, bia rất hiệu quả được người dân tin dùng. Vậy cách làm và áp dụng như thế nào thì ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng mình chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị đó là đường đỏ, 100ml giấm gạo, gừng tươi. Giờ các bạn rửa sạch gừng đi nhé. Tiếp theo thì các bạn loại bỏ sạch vỏ, sau đó thái thành từng lát. Dùng một cái bếp và một cái nồi đã có sẵn một chút nơ lọc, giờ các bạn đặt bát giấm gạo vào. Với gừng thì các bạn có thể cho vào từ 5 đến 7 lát. Tiếp tục đường đỏ thì các bạn cho vào 2 muỗng cà phê. Giờ đậy vung lại, bật bếp lên, chúng ta sẽ đun cách thủy nhỏ lửa tầm 5 phút. Như vậy là mình đã đun xong, giờ mình tắt bếp, mở vung ra đợi cho nguội. Và thế là chúng ta đã hoàn toàn xong và đây là bát hỗn hợp giúp chúng ta giải rượu. Rất là đơn giản phải không các bạn và cách sử dụng như sau. Với bài thuốc này thì sẽ áp dụng cho những người sau say rượu mới ngủ dậy và đang cảm thấy rất đau đầu, thì ngay lúc này các bạn sẽ uống một bát hỗn hợp như trên. Nếu có thể các bạn có thể ngủ thêm một giấc nữa tầm 30 phút hoặc nằm nghỉ ngơi tầm 30 phút. Bạn sẽ thấy cơ thể hoàn toàn thay đổi một cách rõ rệt. Và chúng ta không nên lạm dụng để sử dụng nhiều bạn nhé, chỉ nên áp dụng một bát hỗn hợp như trên là được. Và như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách chữa say rượu tại nhà bằng gừng tươi. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.